Đây là bảng phân bổ công cụ dụng cụ cuối kỳ trước chuyển sang đầu kỳ này để chúng ta theo dõi tiếp những công cụ còn giá trị sử dụng và phân bổ ghi nhận vào chi phí của doanh nghiệp ở những kỳ tiếp theo. Đến khi nào mà công cụ hết giá trị sử dụng thì lúc đó chúng ta dừng tính phân bổ. Công cụ dụng cụ được sử dụng phân bổ khi chúng ta mua về với giá trị lớn dưới 30 triệu và có thời gian sử dụng lâu dài. Số tiền lớn, thời gian sử dụng lâu dài. Thì lúc đó các bạn sẽ hạch toán vào tài khoản 242 chi phí trả trước để hàng tháng khai báo phân bổ. Công cụ này sẽ khác với những công cụ mà chúng ta mua về với giá trị ít sử dụng một lần. Thì lúc đó các bạn hạch toán thẳng vào chi phí luôn. Còn đây là chúng ta phân bổ dần nên phải hạch toán vào tài khoản 242. Trên bảng phân bổ công cụ dụng cụ này sẽ thể hiện các thông tin như mã và tên công cụ dụng cụ, phòng ban sử dụng, ngày tháng chứng từ và ngày tính phân bổ, thường thì sẽ là ngày ở trên hóa đơn. Giá trị của công cụ là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, cộng với các chi phí vận chuyển lắp đặt chạy thử nếu có. Số kỳ phân bổ thường sẽ là nhỏ hơn 36 tháng và không được dưới 3 tháng. Giá trị phân bổ của một tháng thì bằng giá trị của công cụ mà chia cho tổng số kỳ phân bổ. Số tháng đã phân bổ sẽ được tính bắt đầu từ khi mà chúng ta tính phân bổ đến hết kỳ báo cáo. Số kỳ còn lại thì sẽ bằng tổng số kỳ phân bổ trừ đi số tháng đã phân bổ. Giá trị còn lại thì sẽ bằng tổng giá trị trừ đi giá trị đã phân bổ lũy kế. Tài khoản chờ phân bổ ở đây bao giờ cũng là tài khoản 242. Còn chi phí trả trước đối với công cụ dùng cho bộ phận văn phòng theo thông tư 133 là 6422, còn theo thông tư 200 là 6423. Còn đối với công cụ mà sử dụng cho bộ phận vận tải thì tài khoản chi phí theo thông tư 133 là 154 và theo thông tư 200 sẽ là 6273. Khai báo trên phần mềm MISA như sau. Các bạn vào phân hệ công cụ dụng cụ, chọn khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ. Lúc này chúng ta điền mã và tên công cụ vào. Mã là công cụ máy tính, tên là máy tính để bàn. Loại nhóm các bạn bỏ qua, lý do ghi tăng các bạn bỏ qua, đơn vị tính là chiếc, số lượng là 1, ngày ghi tăng là ngày 18 tháng 2, tổng số kỳ phân bổ 18 tháng, số kỳ phân bổ còn lại 7 tháng, giá trị của công cụ 7.200.000, giá trị đã phân bổ 4.400.000. Giá trị còn lại phần mềm tự động tính cho các bạn là 2.800.000. Tiếp theo là công cụ lốp DK2. Tên là lốp Terra Master. 11.00R20. 18PR. Đơn vị tính là chiếc, số lượng là 2, ngày ghi tăng 12 tháng 12, tổng số kỳ phân bổ là 3. Ở đây bao giờ chúng ta cũng tính theo đơn vị là tháng. Số kỳ phân bổ còn lại là 2 tháng, giá trị của công cụ 4.741.818 đồng. Giá trị đã phân bổ 1.580.606 đồng. Giá trị còn lại là 3.161.212 đồng. Và tổng giá trị còn lại là 5.961.212 đồng. Bằng đúng với trên giáo trình và các bạn lưu ý, tổng giá trị còn lại thì bao giờ cũng phải bằng dư nợ của tài khoản 242 trên bảng cân đối tài khoản. Còn nếu như không bằng thì các bạn cần phải kiểm tra lại xem số dư trên bảng cân đối tài khoản sai hay là
Trên, bảng phân bổ công cụ dụng cụ sai để chỉnh sửa lại cho đúng. Làm sao giá trị còn lại ở trên bảng phân bổ phải khớp dư nợ 242 trên bảng cân đối tài khoản là được. Và các bạn lưu ý, mỗi một công cụ ở trên thì sẽ phải tương ứng với một đơn vị sử dụng ở dưới. Ví dụ máy tính để bàn này sử dụng cho bộ phận văn phòng thì sang đơn vị sử dụng các bạn phải chọn là bộ phận văn phòng và thiết lập phân bổ là 6422 theo thông tư 133. Còn lốp này sử dụng cho bộ phận vận tải điều xe, do đó tôi chọn bộ phận điều xe. Và lúc này phần mềm tự cập nhật tài khoản chi phí 642 thì các bạn phải sửa lại là 154 và chọn khoản mục chi phí là sản xuất chung dụng cụ. Theo thông tư 133 thì các bạn phải chọn khoản mục. Còn theo thông tư 200 thì tài khoản chi phí 6273 thì các bạn không cần phải chọn khoản mục chi phí nữa. Khai báo xong kiểm tra tổng giá trị của công cụ và giá trị còn lại đã đúng hay chưa? Đúng rồi thì lúc này các bạn nhấn cất. Phần mềm yêu cầu chúng ta nhập số dư tài khoản 242 thì lúc này các bạn nhấn đóng lại và khi mà chúng ta nhập số dư các tài khoản trên bảng cân đối tài khoản thì lúc đó chúng ta nhập một thể. Kiểm tra bằng cách vào công cụ dụng cụ chọn sổ theo dõi. Nếu như công cụ nào sai, các bạn click mở ra và sửa lại thông tin cho đúng. Sửa xong thì các bạn nhấn cất. Đó là cách khai báo công cụ dụng cụ cho từng công cụ dụng cụ một. Còn có cách khai báo thứ hai là nhập khẩu. Thì các bạn vẫn vào công cụ dụng cụ chọn khai báo công cụ đầu kỳ nhưng nhấn nhập khẩu từ Excel, tải tệp dữ liệu mẫu của MISA xuống. Và lúc này các bạn điền các thông tin ở trên file Excel này. Mã và tên các bạn điền vào, ngày ghi tăng là ngày trên hóa đơn. Mã loại lý do ghi tăng các bạn bỏ qua. Tài khoản chờ phân bổ là tài khoản 242. Đơn vị tính các bạn điền vào số lượng, đơn giá, giá trị đã phân bổ chúng ta điền đầy đủ. Mã đơn vị sử dụng chính là mã phòng ban phải khớp với lại mã mà chúng ta đã khai báo ở bên danh mục phòng ban. Số lượng đơn vị sử dụng sẽ bằng cột số lượng. Đối tượng phân bổ sẽ bằng cột mã đơn vị sử dụng. Tỷ lệ phân bổ là 100. Tài khoản chi phí nếu dùng cho văn phòng sẽ là 6422, còn dùng cho vận chuyển thì sẽ là 154 theo thông tư 133. Và chọn khoản mục chi phí là sản xuất chung, chấm dụng cụ sản xuất. Và khoản mục chi phí đó phải khớp với khoản mục chi phí ở bên phần mềm MISA. Tức là ở trên phần mềm MISA có những khoản mục chi phí nào thì các bạn phải chọn khoản mục chi phí tương ứng như vậy. Nếu như mà các bạn chọn không đúng khoản mục thì phần mềm sẽ không thể nhập khẩu được. Do đó các bạn xem khoản mục ở trên MISA để chúng ta điền cho chính xác. Sau file Excel thì các bạn vào file chọn Save As để chúng ta lưu lại ở một ổ nào đó trên máy tính. Xong thì chúng ta sang MISA. Chúng ta vào nhập khẩu từ Excel, chọn đường dẫn đến tệp dữ liệu mà các bạn vừa lưu. Ở đây là copy công cụ dụng cụ đầu kỳ. Chúng ta tham chiếu đến và nhấn Open và nhấn tiếp theo. Sau đó nhấn tiếp theo thì phần mềm sẽ tự động cập nhật các thông tin mà chúng ta vừa khai báo ở Excel lên trên MISA. Cập nhật thành công thì các bạn nhấn đóng. Còn trong quá trình mà nhập khẩu bị sai ở dòng nào thì các bạn phải sửa lại ở dòng đó bên phần Excel. Sửa xong thì các bạn phải lưu file Excel đó lại và sang MISA chọn thao tác nhập khẩu lại từ đầu. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách khai báo bảng phân bổ công cụ dụng cụ đầu kỳ trên phần mềm MISA. Chúc các bạn học tốt!